người đang hớn hở đi vô bưng chầu cau gì đấy, bây giờ không phải chầu cau mà hoa hồng vũ rượu đó. Các cô mặc áo dài, cô mặc áo dài màu đỏ này đẹp quá ta, nam thanh nữ tú thì hỏi vợ mình đoán ở đây chú rể cô dâu, chú rể cô dâu đây. Cô râu chú rể được người dắt vô rồi, đây các cái bạn phủ dâu này, mặc cái bộ màu hồng hồng này các bạn này. Rồi nam thanh nữ tú khá đông. Người mặc áo dài bưng cháp vừa đi vừa phải liên lạc bằng điện thoại. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào buổi sáng ngày 17 tháng 2 năm 2023, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở số 21 đường Ngô Gia Tự thuộc phường 2 quận 10. Đây đang là cái khu phố trang trí nội thất lớn nhất quận 10 và có lẽ là cũng là lớn nhất Sài Gòn. Thế con phố này thì chuyên bán là nệm này, giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng văn phòng. Và đây là đường Ngô Gia Tự. Trước năm 1975 thì nó có cái tên là đường Minh Mạng và cũng là thuộc phường Minh Mạng chứ không phải là phường 2. Còn trước mặt chúng ta đó là ngã 7 Lý Thái Tổ. Nếu hơi chếch chếch sang đây một chút này, chúng ta sẽ gặp con đường có tên là đường Bà Hạt. Đây đang là góc Bà Hạt cắt với Ngô Gia Tự. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị xuất phát từ cái khu vực giao lộ ngã 7 Lý Thái Tổ. Chúng ta sẽ đi về phía chợ Bến Thành, Sài Gòn. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng và đường cũng khá đông nha các bạn. Riêng về cái nút giao ngã 7 Lý Thái Tổ này thì luôn là đông các loại xe, xe lớn, xe bé, xe mẹ, xe con, và vào những cái khung giờ cao điểm đó thì ở đây còn thường xuyên xảy ra cái tình trạng là kẹt xe nữa. Các bạn thấy nghe thấy cái tiếng xe cấp cứu đó. Đang nắng nóng. Đây Tuấn Dương sẽ cùng với dòng người mình sẽ đi vào con đường Phan Thanh Giản. Ngày nay là Điện Biên Phủ. Thấy là xe đi nói chung là cứ chống chỗ nào thì điền vào chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta đã vào tới con đường Phan Thanh Giản rồi. Ngay khúc đây là trường trung học cơ sở Phan Xào Nam. Các cháu học sinh thì lúc này đang trong giờ học. Tiếng
xe cấp cứu ở phía sau của chúng ta đó. Khúc này thì có hai cái bệnh viện, một là bệnh viện mắt và hai là bệnh viện Bình Dân. Nếu quẹo phải đây thì chúng ta sẽ đi vào con đường Nguyễn Thiện Thuật, ở lối đi vào khu chợ Bàn Cờ ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Còn hướng đi thẳng này thì chúng ta sẽ đi về đường Cách Mạng Tháng 8, ngày xưa là đường Lê Văn Duyệt. Hiện nay ở Sài Gòn mình quan sát thì cũng có khá nhiều các cái mặt bằng vẫn còn trống và đang để biển cho thuê. Wow, đây có cái đám cưới này. Đây các bà các cô như mặc áo dài đi đang dựng đám cưới đây. Rồi để nhường cho mấy người đi trước, mặc áo dài khá đẹp nhé. Hình như là cái đám cưới ở phía bên trong. Đây bên ngoài là đề bảng cô dâu chú rể này. Đây mình sẽ đi vô nhé. Đây nhà sẽ, mọi người tập trung ở đây để chuẩn bị đi vô này. Bưng chầu cau cháp chiếc các thứ. Rồi, mọi người đang đi nhích lên chút để vào. Đây mình sẽ quay một cái đây hẻm 528 đường Điện Biên Phủ để quay một lượt. Đó, mọi người đang hớn hở đi vô bưng chầu cau gì đấy, bây giờ không phải chầu cau mà hoa hồng, hũ rượu. Đó, các cô mặc áo dài. Ồ, cô mặc áo dài màu đỏ này đẹp quá ta. Đó, nam thanh nữ tú. Đó, đi hỏi vợ mình đoán đây chú rể cô râu, chú rể cô dâu đây. Cô râu chú rể được người dắt vô. Đây các cái bạn phủ dâu này, mặc cái bộ màu hồng hồng này các bạn này. Rồi nam thanh nữ tú. Có những người mặc áo dài bưng cháp vừa đi vừa phải liên lạc bằng điện thoại. Mọi người mặc những cái chiếc áo và có đính những cái bông hồng ở trước ngực. Rồi bây giờ gia đình sẽ đi sâu phía bên trong. Cỡ chừng khoảng 5-60 người. Cô dâu chú rể sẽ đi trước, có người dẫn vô. Rồi, giờ mình sẽ đi vô trong nhé. Đây, xe 16 chỗ chở. Phúc Vi và Ái Như, nhà có hai kỹ sư. Hai bạn đó là kỹ sư. Quay để cô bác anh chị biết về cái cuộc sống. Nói chung là đôi khi nó có những cái phát sinh ngoài ý muốn. Mình đi trên đường mình thấy có cái gì hay đó, thì mình quay lại thôi, chứ không phải là chủ đích là mình đi quay cái đám cưới. Vì mình cũng không biết là khi nào tổ chức đám cưới, cũng không phải là thuộc về được biết là tức là mình không phải là
bạn bè hay họ hàng của cô dâu chú rể, và chỉ đơn giản là người qua đường nhìn thấy thì ghé vô thôi. Đây bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào con đường Cao Thắng. Đường Cao Thắng này thì trước năm 1975 vẫn có tên là đường Cao Thắng thôi các bạn. Con đường này dẫn chúng ta tới giao lộ Cao Thắng cắt với Nguyễn Thị Minh Khai, ngày xưa là Hồng Thập Tự. Để đi thẳng thì chúng ta sẽ gặp cái giao lộ là Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Cao Thắng. Trong đó thì cái đường Nguyễn Thị Minh Khai trước năm 1975 nó có tên là con đường Hồng Thập Tự. Còn bên trái này các bạn thì có Tam Tông Miếu. Đó. Tam Tông Miếu. Tam Tông Miếu thì theo như mình hiểu có lẽ là có ba cái miếu quá. Rồi tới đây thì chúng ta gặp góc giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu cắt với Cao Thắng. Nguyễn nếu mà quẹo trái chúng ta sẽ đi vào con đường Võ Văn Tần. Đường Võ Văn Tần ngày xưa có tên là Trần Quý Cáp nha các bạn. Giờ thì Tuấn Dương sẽ đi ra cái nút giao Nguyễn Thị Minh Khai cắt với Cao Thắng và Cống Quỳnh. Chúng ta đi vào con đường Cống Quỳnh. Còn Tuấn Dương hướng đi thẳng này thì sẽ đi về phía chợ Thị Nghè thưa các bạn. Bên phải thì có bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Ngày xưa họ gọi là Bảo Xanh Từ Dũ. Còn sau năm 1975 thì thấy mọi người gọi là bệnh viện đẻ. Nghe cái từ đẻ có vẻ nó nặng nề quá, gọi là Bảo Xanh. Về từ ngữ tiếng Việt đó thì mình thấy có những cái nơi mà ví dụ ghi là, nếu mà ghi là làm răng giả đó thì nghe nó không hay bằng là trồng răng hoặc là phòng răng. Có những nơi ghi là phòng răng hoặc là trồng răng thì nghe có vẻ nó mỹ miều hơn. Còn ghi là làm răng giả thì nghe nó hơi sự thật một tí. Cũng giống như là người ta bảo ví dụ như thay vì đi toilet, đi vệ sinh thì nghe nó lịch sự hơn là đi nọ đi kia. Đây trước mặt chúng ta đang là góc Nguyễn Thị Minh Khai cắt với Tôn Thất Tùng.
ta đang đi gần tới nút giao Nguyễn Thị Minh Khai cắt với Cách Mạng Tháng 8. Nguyễn Thị Minh Khai là con đường mà chúng ta đang di chuyển. Ngày xưa có tên là Hồng Thập Tự. Đây, xe Tuấn Dương sẽ tạm dừng chỗ này, nó mát mát một xíu. Thời tiết Sài Gòn lúc này khá là oi bức, nắng gắt. Tầm buổi sáng tới khoảng 9-10 giờ và đến khoảng 3-4 giờ chiều, nắng gắt. Công viên Tàu Đàn phía bên tay phải, rồi sẽ gặp Dinh Thống Nhất. Đây, những chiếc xe buýt ở Sài Gòn này dừng để cho khách lên xuống, hầu hết là các cháu học sinh hoặc sinh viên. Giờ này thì đa số là các cháu sinh viên thôi. Còn học sinh thì thường các cháu vào học cỡ khoảng 7 giờ đến 7 rưỡi sáng. Các cháu sinh viên thì một cái đặc điểm là học theo tiết. Ví dụ như là có tiết 2, tiết 3 gì đó, nên là giờ đi học nó trễ hơn. Bây giờ học theo tín chỉ. Này, nếu mà các bạn tin vào những cái quảng cáo này thì đổ thóc giống ra mà ăn này. Đây, ví dụ như một cái căn nhà mà cần bán ở quận 2 ghi là 26 triệu một tháng, mà đang cho thuê là 26 triệu một tháng và bán 2,8 tỷ. Nhưng mà đó là cái số điện thoại mồi thôi, gọi là cò mồi. Ví dụ như người ta dẫn mình đi sang quận 2 này, thì không phải là quận 2 mà có khi là tút ở dưới Đồng Nai hay Vũng Tàu gì đó. Rồi kế tiếp ra là người ta sẽ chỉ những cái khu đồng không mông quạnh. Thì đây là một cái cách làm mang cái tính chất là không trung thực, lường gạt khách hàng. Và có rất là nhiều anh Việt Kiều về Việt Nam thì Việt Kiều thì lại thích đi bộ mà. Trong cái quá trình đi bộ đó thì lại gặp được những cái bảng quảng cáo giới thiệu. Quẹo phải, đây chúng ta sẽ vào đường Huyền Trân Công Chúa các bạn này. Nhiều anh Việt Kiều về thì lại thích đi bộ, gặp các cái bảng quảng cáo đó thì hí hửng chụp hình lại. Cỡ 2 tỷ mấy thì cỡ khoảng 100.000 đô, nhưng mà trên thực tế thì không có. Bị tụi cò nó xin số điện thoại rồi nó mời dụ ngon dỗ ngọt, dẫn đi xem và dẫn đi búa xua nơi luôn. Cuối cùng có những người thì còn đặt cọc rồi mất tiền cọc hoặc là mất thời gian. Ở trước mặt chúng ta đây đang là trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn này. Đây cũng là một trong số những cái ngôi trường lớn tại Sài Gòn, mang tên của nhà bác học Lê Quý Đôn. Giờ này thì các bạn cũng không nhìn thấy phụ huynh hoặc là học sinh, bởi vì đơn giản là các cháu đang trong giờ học rồi. Mà ngôi trường này cũng có kiến trúc rất đẹp. Đây, còn hướng phía trước mặt của chúng ta là góc giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ngày xưa là đường Công Lý đó, rồi cắp với đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Và vô tới đây thì khúc đường này là đường một chiều, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là đường Công Lý cũ đó là đường một chiều, bởi vì Công Lý là chỉ có một cái chiều đúng thôi. Người ta là ngày xưa người ta đặt tên con đường, người ta cũng nghiên cứu kỹ lưỡng lắm. Ví dụ như cái đường Lê Lợi thì nó dài hơn đường Lê Lai và to hơn đường Lê Lai, thì Lê Lợi là vua, còn Lê Lai chỉ là tôi thôi. Thì cái giống như là ông chủ thì tên ông chủ thì mình phải đặt cho cái đường rộng, đường dài. Còn tên cái người lính ấy, thì mình phải đặt cái con đường ngắn. Đây là những cái chiếc xe mà chở khách tới tham quan ở khu Dinh Thống Nhất này. Đây mấy bạn nước ngoài, bạn này chắc Ấn Độ quá. Đấy, vào thì chúng ta sẽ mua vé ở phía trước mặt kìa. Từng cái đoàn khách đi vào thì cũng có những cái đoàn là được hướng dẫn viên người ta mua trước, người ta book vé trước rồi theo cái số lượng lớn. Đây các bạn nhìn này, từng nhóm khách du lịch đang dừng ở trước Dinh Thống Nhất để đi vào tham quan. Đa số mình thấy khách này là khách châu Âu thôi. Hiện nay thì Trung Quốc cũng đã mở cửa rồi, nhưng mà lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam thì chưa nhiều. Mình cũng không biết tại sao nữa. Nhưng Trung Quốc, khách Trung Quốc cũng là một trong số những cái thị trường đông đảo. Của du lịch Việt Nam. Ngày trước là khách Trung Quốc, khách Nga. Chở khách ngồi. Bây giờ xe giường nằm thì không có được vào thành phố. Nếu mà xe chở khách du lịch ngồi thì vẫn ok. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo trái đi vào đường Thủ Khoa Huân. Hướng này là chúng ta sẽ đi tới cửa Bắc của chợ Bến Thành. Đối diện với cửa Bắc thì là cửa Nam. Trời đang nắng nóng các bạn ạ. Đây đang là góc đường Lý Tự Trọng. Ngày xưa là đường Gia Long cắt với Thủ Khoa Huân. Giờ các cái văn phòng ví dụ như Chu Gâu kìa, đó là các cái văn phòng công ty du lịch đang được mọc lên. Rồi Tuấn Dương sẽ tạm dừng ở đây một chút. Rồi, mấy anh trật tự đô thị tới để nhắc nhở
này đang là góc Lê Thánh Tôn cắt với đường Phan Bội Châu. Bên này đang là góc Phan Bội Châu cắt với Lê Thánh Tôn này. Ngôi chợ Bến Thành thì đang ở phía trước mặt của chúng ta. Xin chào. Trông ở đây thì mình cũng quen khá nhiều phát cơm ở đây trong cái thời điểm mùa dịch. Rồi các cái cô chú mà xe ôm hay lao công hay là tạp phụ thì biết mình hết. Đây cửa đông chợ Bến Thành nha các bạn. Còn hướng phía trước mặt đây là bệnh viện Đa khoa Sài Gòn này. Đây còn phía trước mặt của chợ Bến Thành ấy thì tạm làm cái rào chắn cũng khá là rộng. Và đây mời cô chú anh chị chúng ta coi cái mặt trước của chợ Bến Thành. Chúng ta vẫn để mấy cái cây mai. Đây đang là cửa nam của chợ Bến Thành nhé. Nhìn chợ Bến Thành lúc này có cái view phía trước rất là đẹp. Và có một cái nhóm khách người nước ngoài. Người nước ngoài thì mình thấy là người ta có vẻ thích phơi nắng, ta không có sợ nắng. Và có lẽ là ta thích nắng, đặc biệt là khách châu Âu. Những cái nơi mà thiếu nắng thì ta rất là thích nắng. Đây mình sẽ quay một vòng xung quanh. Cái hựa chỗ kia là Phan Chu Trinh cắt với con đường Lê Lai. Còn hướng này đó các bạn, là chúng ta sẽ đi ra Trần Hưng Đạo. Hướng này thì sẽ gặp con đường là Phó Đức Chính. Rồi khúc ngoài kia là đường Đại lộ Hàm Nghi. Còn đây là cái tòa nhà đường sắt. Bên này thì là cái lối này là Huỳnh Thúc Kháng này. Rồi còn con đường này là Lê Lợi nha các bạn. Lê Lợi hướng đi về phía nhà hát thành phố. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị chúng ta cùng tiếp tục di chuyển. Đây chúng ta sẽ vào con đường Phan Chu Trinh. Bên phải này là cửa Tây của chợ Bến Thành. Đây bà con cô bác mình đi đổi đô la Mỹ thì có mấy cái tiệm này. Đây, Hà Tâm số 2 Nguyễn An Ninh. Và bên này là 1A Nguyễn An Ninh, cái tiệm Mai Vân. Mấy tiệm thâu đổi ngoại tệ. Đây khu phố Nguyễn An Ninh thì nhiều người vẫn gọi là cái khu của người Hồi giáo. Đây, nhà bán hoặc cho thuê. Đây khúc này các bạn là góc đường Trương Định cắt với đường Lê Lai. Thì ở đây có một cái quán cà phê bố trí theo cái kiến trúc xưa cũ này. Bây giờ mình sẽ đi vào con đường Lê Lai. Đường Lê Lai thì nó đương nhiên nó phải nhỏ hơn đường Lê Lợi rồi. Đây là góc giao lộ Lê Lai cắt với đường Nguyễn Thị Nghĩa. Quẹo phải là về ngã 6 Phù Đổng, quẹo trái thì chúng ta sẽ đi qua quận 4.
Bên tay trái này thưa các bạn là công viên 23 tháng 9. Con đường này thì chỉ cho xe hơi chạy một chiều theo cái hướng là từ trung tâm đi ra ngoại ô. Nói chung là ngoại ô thì cũng không phải hướng từ cái khúc nút giao chợ Bến Thành đi về những các cái nơi mà cái mật độ phương tiện nó vắng hơn. Rồi, đây đang là góc đường Lê Lai cắt với đường Nguyễn Trãi thưa các bạn. Hướng đi thẳng này thì chúng ta sẽ về nút giao Nguyễn Trãi Cống Quỳnh. Bên tay trái này có một cái ngôi chợ là chợ Thái Bình các bạn. Quẹo phải thì sẽ đi về phía bệnh viện Từ Dũ. Lúc này là khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 2. Áp lực giao thông cũng giảm bớt một chút. Đi thẳng con đường Nguyễn Trãi này thì chúng ta sẽ gặp giao lộ Nguyễn Trãi cắt với Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa thì người ta gọi là giao lộ Võ Tánh Cộng Hòa. Đây đường Phát Diệm cũ này, Trần Đình Xu. Rồi đi thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ gặp đường Nguyễn Cư Trinh. Trước mặt chúng ta là góc đường Nguyễn Văn Cừ cắt với đường Nguyễn Trãi. Thì mình xin phép mình sẽ quay một phút cái trường Bác Ái cũ. Ngày nay thì nó có tên là trường Đại học Sài Gòn. Đây ngay góc ngã tư Nguyễn Trãi cắt với Nguyễn Văn Cừ này các bạn. Đây là phố thời trang Nguyễn Trãi quận 5. Đây, trường Đại học Sài Gòn. Ngày xưa là trường Bác Ái. Thì buổi tối ở khúc này đó là người ta hay bán những các cái đồ thời trang như là giày, dép, quần áo, mũ nón. Trường Đại học Sài Gòn có hai cái lối rô. Một cái lối rô thì ở trên đường Nguyễn Trãi. Đây trước mặt chúng ta đây đang là góc Nguyễn Trãi cắt với đường Nguyễn Biểu này. Đây là
đây con đường Nguyễn Biểu này thì nếu mà đi thẳng nữa rồi chúng ta sẽ ra Trần Hưng Đạo, sau đó đi qua cầu chữ Y để đi sang bên quận 8. Ở đây người ta ghi cái bảng là Đại học Sài Gòn, số 4 đường Nguyễn Trãi, phường 3 quận 5. Buổi tối những cái chỗ này các bạn là người dân người ta bán đồ thời trang, giày dép, quần áo, mũ nón, các cái đồ giá rẻ đó. Rồi đây là các cái văn phòng gia sư, trung tâm ngoại ngữ, dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, các loại thứ tiếng. Đây có một cái lối đi vô khu sân thể thao này. Số 6 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5. Trường Đại học Sài Gòn tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ thi này nọ. Đây là bãi giữ xe là phía bên trong này, Đại học Sài Gòn. Rồi phía đối diện đây các bạn thì có mấy cái cửa hàng quần áo xuất khẩu bây giờ để biển cho thuê rồi. Đó là số 55 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5. Rồi tới 58 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5. Ngày xưa thì mình cũng ở trong cái khu Nguyễn Trãi này. Ngày xưa thì mình ở phường 2, quận 5. Ở đây bên này là 14 này. Đây phường 2, bên này là phường 3 nhé. Phường 3, quận 5. Trước mặt chúng ta là góc đường Trần Bình Trọng cắt với con đường Nguyễn Trãi. Giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Trần Bình Trọng. Trước mặt các cô bác anh chị đang là góc đường Trần Bình Trọng cắt với đường An Dương Vương. Quẹo phải đó là chúng ta lại về con đường Nguyễn Văn Cừ. Còn hướng mà chúng ta quẹo trái này đó là sẽ đi về phía chợ An Đông, quận 5. Con đường An Dương Vương này trước đây đó thì các cái dịch vụ về sửa chữa hoặc là nói một cái cách chính xác hơn là cái dịch vụ gọi là độ xe, độ cản trước cản sau, dán kính rồi trang trí này nọ rất là phát triển. Nhưng mà kể từ khi mà hàng loạt giám đốc trung tâm đăng kiểm bị bắt cả trong Nam ngoài Bắc thì các cái trung tâm đăng kiểm không dám dễ dãi đối với những cái người mà thay đổi kết cấu này, độ xe này, rồi ví dụ như độ mâm thay cản trước thay cản sau, nói chung là làm thay đổi những cái kết cấu của xe mà nó gây mất an toàn thì không, người ta không có dám đổ xe nữa. Và các cái trung tâm hoặc các cái cửa hàng ở đây bắt đầu trở nên ế ẩm, không có người tới đổ xe. Ví dụ như dán phim, dán kính cách, dán phim cách nhiệt thì được, nhưng mà dán mà để nó tối om, nó che khuất cái tầm nhìn thì cũng có thể là không lọt là qua đăng kiểm. Một bạn xích lô
Đạt cắt với đường An Dương Vương. Đây chúng ta gặp con đường Trần Phú, ngày xưa là đường Nguyễn Hoàng này. Đây là góc đường Trần Phú cắt với An Dương Vương. Và hướng đi thẳng này thì chúng ta sẽ gặp ngôi chợ có tên là chợ An Đông. Trước của chợ An Đông này, trung tâm thương mại dịch vụ An Đông. Đó. Rồi, đây là số 1 công trường An Đông. Đó. Xe gắn máy các thứ, người đi chợ thì để ở phía bên ngoài này. Rồi, tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian xem clip. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng với Tuấn Dương trong những video tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự bình an. Xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.